Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Nóng Đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để có thể theo dõi hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. 9 năm tù cho Phạm Đoan Trang, một bản án đúng người đúng tội. Dịch Covid-19 căng thẳng, Hà Nội lo lắng khi có những nơi 9 vạn dân chỉ có một trạm y tế. Lâm Đồng gần 200 ca cộng đồng trong ngày, hai đám cưới có F0 đến dự. Hàng trăm học sinh ở Nghệ An nhiễm Covid-19, nhiều trường chuyển học trực tuyến. Bà Rịa Vũng Tàu lập đường dây nóng hướng dẫn điều trị F0 tại nhà. Đà Nẵng thêm 236 ca nhiễm mới một ngày, nhiều nơi thành vùng đỏ. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. 9 năm tù cho Phạm Đoan Trang, một bản án đúng người đúng tội. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên án Phạm Đoan Trang 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bản án đúng người đúng tội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận. Phạm Đoan Trang là cái tên cộm cán trong giới dân chủ so với một số đối tượng dân chủ khác như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư hay Trần Thị Nga thì Phạm Đoan Trang nhận được sự ưu ái hơn nhiều từ phía các thế lực thù địch bên ngoài. Điều này cũng dễ hiểu bởi Phạm Đoan Trang là người có học, từng được đào tạo bài bản và công tác trong ngành báo chí. Chính vì vậy, giá trị có thể lợi dụng của Phạm Đoan Trang lớn hơn rất nhiều. Nếu như các con buôn dân chủ khác chỉ dừng lại ở việc sử dụng mạng xã hội để live stream phát sóng trực tiếp, đăng tải bài viết, thông tin, hình ảnh kèm theo những lời chửi đồng xuyên tạc về chế độ và tình hình đất nước, thì Phạm Đoan Trang lại ở một trình độ cao cấp hơn hẳn. Trang viết sách, phối hợp với các tổ chức xuất bản phi pháp để tung ra những tài liệu như Cẩm nang nuôi tù, đấu tranh bất bạo động. Những cuốn sách không là kim chỉ nam cho các con cừu mới chập chững bước vào làng dân chủ mà còn giúp túi của Trang dày lên từ việc bán sách. Không chỉ dừng lại ở đó, Phạm Đoan Trang còn là một trong những người đứng đầu thành lập cái gọi là luật khoa tạp chí, chuyên núp bóng nghiên cứu khoa học lan truyền những thông tin sai trái độc hại. Có thể khẳng định Phạm Đoan Trang là nữ chúa trong giới dân chủ. Với những thành tích như trên, Phạm Đoan Trang nhận được không ít giải thưởng dân chủ do các tổ chức chống phá đạo diễn. Phạm Đoan Trang luôn nhận được sự quan tâm, o bế từ các thế lực bên ngoài. Thậm chí một số tổ chức chống phá thù địch với Việt Nam cũng đã lên tiếng đòi tẩy trắng cho Phạm Đoan Trang. Chính vì vậy, trước, trong và sau phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang, giới dân chủ đã tung ra những thông tin, luận điệu hết sức sai trái, phi lý, vô căn cứ, mang tính chất xuyên tạc một cách hết sức trắng trợn. Chúng rêu rao rằng Phạm Đoan Trang là nhà đấu tranh vì dân chủ. Theo quy định tại khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2009, hành vi phạm tội của Phạm Đoan Trang sẽ có mức án từ 3 năm đến 12 năm tù. Xem xét quá trình phạm tội của Phạm Đoan Trang, có thể thấy đây là hành vi phạm tội một cách cố ý, có sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài. Hành vi phạm tội của Phạm Đoan Trang rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang dư luận, kích động, gây mất đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra và ngay tại phiên tòa xét xử, Phạm Đoan Trang vẫn ngoan cố, không thành khẩn. Với những căn cứ như trên, việc kết án từ 9 năm với Phạm Đoan Trang là phù hợp, đúng người, đúng tội, thể hiện tính răn đe. Sau phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang, chắc chắn giới dân chủ sẽ đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá, bôi lem, đổ lỗi, vấy bẩn chính quyền. Cùng với đó, những kẻ này cũng không tiếc lời để ca ngợi cho Phạm Đoan Trang, xếp Trang vào nhóm tù nhân lương tâm, kêu gọi sự can thiệp gây sức ép của các thế lực bên ngoài. Vậy nhưng nói thẳng, Phạm Đoan Trang cũng chỉ là một con rối trên bàn cờ chính trị. Khi giá trị của Phạm Đoan Trang không còn thì chẳng mấy chốc sẽ bị vứt xó như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Bạch Hồng Quyền mà thôi. Dịch Covid-19 căng thẳng, Hà Nội lo lắng khi có những nơi 9 vạn dân chỉ có một trạm y tế. Thưa quý vị, tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở.
cấp ủy chính quyền các địa phương phải quán xuyến toàn diện, bố trí đủ trạm y tế lưu động khi ca F0 tăng mạnh, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, số bệnh nhân COVID-19 mới phát sinh bình quân một tuần gần đây đã tăng lên hơn 750 ca trên ngày, so với khoảng 460 ca trên ngày trong một tuần trước đó. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Ông Dũng cho biết, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập trung tối đa cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch, đặt y tế cơ sở là trọng tâm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Đây là hướng đi đúng và trúng, cần được các cấp, các ngành trực tiếp là các quận, huyện, thị xã quán triệt sâu sắc, tập trung hành động. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo phân cấp, giao quyền rõ ràng cho các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về phòng chống dịch, cụ thể là xác định cấp độ và triển khai các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn. Các cơ quan thành phố theo chức năng nhiệm vụ phải phân công cán bộ bám sát từng địa phương để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm tra giám sát thực hiện. Từng quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo đánh giá và xác định nhu cầu bố trí các trạm y tế lưu động theo số dân và từng cấp độ dịch. Ví dụ như phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai với số dân lên tới 9 vạn người mà chỉ có một trạm y tế phường thì có thể phải tính toán sẵn sàng bố trí thêm nhiều trạm y tế lưu động khi cần thiết. Ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn, nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế. Từng phường, xã, thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động sẵn sàng triển khai khi số ca F0 tăng mạnh. Nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay, nơi nào chưa cần ngay phải có tập huấn, diễn tập để khi có động lệnh là triển khai, bố trí nhanh nhất. Ông Dũng nêu rõ, chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hướng lấy y tế cơ sở làm nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh. Quá trình thực hiện vừa làm vừa đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố. Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo toàn diện việc tổ chức phương án bố trí trạm y tế lưu động, tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng cấp độ dịch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách mua sắm vật tư, máy xét nghiệm, thiết bị y tế để tăng cường cho bệnh viện cấp huyện, nâng cao năng lực xét nghiệm, khắc phục việc trả mẫu chậm, quá tải, xây dựng cơ chế chính sách trả thù lao cho lực lượng y bác sĩ về hưu, sinh viên ngành y dược huy động. Ông Dũng nêu, cơ chế chính sách phải đi trước một bước là vấn đề mấu chốt, phải triển khai làm ngay. Bí thư Thành ủy đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh. Đặc biệt không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, làm dịch lây lan rộng trên địa bàn. Các phường, xã, thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ nhóm COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà. Cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành quy định, lan tỏa trong cộng đồng, ý thức tự giác, tinh thần chia sẻ và quyết tâm cùng thành phố đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Mặt trận Tổ quốc làm đầu mối, các tổ chức chính trị xã hội tham gia công tác phòng chống dịch. Liên quan đến việc đưa học sinh trở lại trường học, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị do tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu nên các địa phương chưa tổ chức đi học cho học sinh chưa được tiêm vaccine. Ông Dũng khẳng định hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi là khá cao, các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, đảm bảo linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể. Đà Nẵng thêm 236 ca nhiễm mới một ngày, nhiều nơi thành vùng đỏ. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 236 ca mắc COVID-19, gồm 4 ca cách ly tập trung, 136 ca cách ly tạm thời tại nhà, 16 ca trong khu phong tỏa và 80 ca chưa cách ly. Trong số các ca nhiễm trong cộng đồng, có 9 ca lấy mẫu tại công ty Thuận Phước, 4 ca đại diện hội gia đình phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 2 ca là nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu. Hàng chục ca cộng đồng được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế. Sơn Trà là quận có nhiều ca mắc nhất trong ngày với 122 ca. Hiện phường Nại Hiên Đông đã nâng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 vùng đỏ.
xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cũng đổi màu thành vùng đỏ. Đây là địa bàn có nhiều công nhân đi làm tại khu công nghiệp Hòa Khánh, nơi có nhiều ca nhiễm ghi nhận trong những ngày qua. Trước thực tế F1 liên quan đến các khu công nghiệp tăng cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến yêu cầu đơn vị chức năng đánh giá nếu F1 đủ điều kiện thì cho cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không đủ điều kiện thì cách ly tại các trường học. Lâm Đồng gần 200 ca cộng đồng trong ngày, hai đám cưới có F0 đến dự. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 284 ca COVID-19 mới trên địa bàn, trong đó có 196 ca cộng đồng. Đây là số ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay. Đà Lạt dẫn đầu tỉnh này với 49 ca nhiễm COVID-19, Di Linh 48 ca, Đức Trọng 41 ca, Đạ Hoai 38 ca. Chiều cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng ra thông báo khẩn số 129 tìm người đến 17 địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Lạt. Trong đó có những địa điểm đã nhiều lần liên quan dịch tễ bệnh nhân COVID-19 như chợ Đà Lạt, một số quán ăn, homestay, điểm tham quan du lịch, cửa hàng thời trang. Đáng lưu ý, hai tiệc cưới tại nhà hàng khách sạn Sài Gòn Đà Lạt phường 4 và nhà hàng rừng Thông Mơ Hồ Tuyền Lâm có F0 đến dự. Đến nay, Lâm Đồng đã có 5.983 ca COVID-19, trong đó đang cách ly điều trị cho 2.864 ca, ra viện 3.095 ca, tử vong 16 ca. Cũng trong ngày 15 tháng 12, Sở Y tế Lâm Đồng đã cấp mã số cho 3 cơ sở điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại thành phố Đà Lạt, huyện Di Linh, theo quyết định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bao gồm ký túc xá sinh viên tập trung Đà Lạt, khu làm việc liên cơ 2 ở thị trấn Di Linh và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Di Linh. Ba cơ sở này có tổng số 570 giường bệnh thuộc mô hình phòng khám đa khoa công lập tuyến huyện thành phố. Như vậy, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 31 cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại các huyện thành phố trong tỉnh với tổng số 3.820 giường bệnh để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19. Lâm Đồng gần 200 ca cộng đồng trong ngày, hai đám cưới có F0 đến dự. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 284 ca COVID-19 mới trên địa bàn, trong đó có 196 ca cộng đồng. Đây là số ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay. Đà Lạt dẫn đầu tỉnh này với 49 ca nhiễm COVID-19, Di Linh 48 ca, Đức Trọng 41 ca, Đạ Hoai 38 ca. Chiều cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng ra thông báo khẩn số 129 tìm người đến 17 địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Lạt. Trong đó có những địa điểm đã nhiều lần liên quan dịch tễ bệnh nhân COVID-19 như chợ Đà Lạt, một số quán ăn, homestay, điểm tham quan du lịch, cửa hàng thời trang. Đáng lưu ý, hai tiệc cưới tại nhà hàng khách sạn Sài Gòn Đà Lạt phường 4 và nhà hàng rừng Thông Mơ Hồ Tuyền Lâm có F0 đến dự. Đến nay, Lâm Đồng đã có 5.983 ca COVID-19, trong đó đang cách ly điều trị cho 2.864 ca, ra viện 3.095 ca, tử vong 16 ca. Cũng trong ngày 15 tháng 12, Sở Y tế Lâm Đồng đã cấp mã số cho 3 cơ sở điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại thành phố Đà Lạt, huyện Di Linh, theo quyết định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bao gồm ký túc xá sinh viên tập trung Đà Lạt, khu làm việc liên cơ 2 ở thị trấn Di Linh và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Di Linh. Ba cơ sở này có tổng số 570 giường bệnh thuộc mô hình phòng khám đa khoa công lập tuyến huyện thành phố. Như vậy, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 31 cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại các huyện thành phố trong tỉnh với tổng số 3.820 giường bệnh để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19. Hàng trăm học sinh ở Nghệ An nhiễm COVID-19, nhiều trường chuyển học trực tuyến. Thưa quý vị, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, tính từ đợt dịch lần thứ tư từ ngày 15 tháng 10 đến nay, địa phương ghi nhận tổng cộng 366 học sinh là F0, trong đó có 105 em đã xuất viện. Số bệnh nhân còn điều trị là 261 em ở tất cả các cấp học. Số học sinh mắc nhiều nhất ở bậc trung học cơ sở với 95 em, số học sinh F1 hiện còn cách ly là 4.354. Ngoài ra, 31 giáo viên và nhân viên trường học nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 12, hiện còn điều trị 19 người. Tổng số giáo viên F1 hiện còn cách ly là 827 trường hợp.
Trước diễn biến phức tạp, địa phương trưng dụng 86 trường mầm non ở các huyện Quỳnh Lưu, Tương Dương, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ làm điểm cách ly tập trung. Tại huyện Con Cuông, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện đã quyết định thành lập cơ sở thu dung, quản lý điều trị COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại trường tiểu học xã Lạng Khê với quy mô gần 100 giường. Hiện nay có 3 đơn vị cấp huyện gồm Anh Sơn, Yên Thành, thị xã Cửa Lò đang dạy học trực tiếp 100%, 18 địa phương còn lại vừa kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến. Thành phố Vinh, các khối 9 đến 12 học trực tiếp, còn lại đang học trực tuyến. Hiện Nghệ An đã tiêm vaccine mũi 2 cho giáo viên đạt 98,8%, số còn lại do bệnh nền, bác sĩ chưa chỉ định tiêm. Số học sinh trung học phổ thông tiêm mũi 1 đạt 96%, học sinh trung học cơ sở tại một số huyện thành đã triển khai tiêm cho học sinh trung học cơ sở, tổng số là 15.932 trên 110.817. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 5.978 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh ra viện 4.773 bệnh nhân, lũy tích số bệnh nhân tử vong 31 bệnh nhân, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.174 bệnh nhân. Bà Rịa Vũng Tàu lập đường dây nóng hướng dẫn điều trị F0 tại nhà. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 12 đến 18 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 309 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 98 ca, trong đó 13 ca trong khu cách ly tập trung, 13 ca đang cách ly tại nhà, 19 ca trong khu vực phong tỏa, 53 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 53 ca, gồm 5 ca trong khu cách ly tập trung, 11 ca cách ly tại nhà, 37 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 37 ca, trong đó 2 ca trong khu cách ly tập trung, 22 ca đang cách ly tại nhà, 13 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 36 ca, gồm 7 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca đang cách ly tại nhà, 15 ca trong khu vực phong tỏa, 12 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 45 ca, trong đó có 11 ca đang cách ly tại nhà, 34 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 24 ca, gồm 4 ca trong khu cách ly tập trung, 20 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 15 ca, trong đó có 1 ca trong khu cách ly tập trung, 4 ca đang cách ly tại nhà, 10 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng, là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. Hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai đường dây nóng, tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ, hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị F0 tại nhà với đầu số 0254-7300-730. Hàng ngày, tổng đài này sẽ tự động gọi cho các F0 đang được điều trị tại nhà vào khung giờ từ 14h30 đến 16h30 để hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động huy động mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch để giảm số ca mắc trong cộng đồng hướng đến trong thời gian ngắn nhất, không còn ca mắc trong cộng đồng với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, tăng cường giám sát các đối tượng và khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 266 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Tuy Phong 103 ca, huyện Đức Ninh 43 ca, thành phố Phan Thiết 40 ca, huyện Tánh Linh 25 ca, huyện Hàm Thuận Nam 21 ca, huyện Hàm Tân 16 ca, huyện Bắc Bình 10 ca ngoài cộng đồng, thị xã La Si 7 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 1 ca thí điểm cách ly tại nhà. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tỉnh Bình Thuận có 22.463 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.937 ca đang điều trị, 16.334 ca đã xuất viện, 207 ca tử vong. WHO cảnh báo sóng thần COVID-19 do sự lây lan cùng lúc của Delta, Omicron. Thưa quý vị, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các quốc gia đang phải đối mặt với sóng thần COVID-19 do sự lây lan cùng lúc của biến thể Delta và Omicron. Trong một bài báo đăng trên tờ Nhật báo El País, Tây Ban Nha, hôm 14 tháng 12, bà Van Kerkhove bày tỏ quan ngại rằng chỉ dựa vào vaccine sẽ không đủ để kiểm soát sự lây lan của hai biến thể có khả năng lây truyền cao là Delta và Omicron. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cơn sóng thần COVID-19, bà Van Kerkhove nói. Chỉ tiêm phòng thôi là chưa đủ. Tiêm phòng giúp ngăn ca bệnh nặng và tử vong, nhưng không thể hoàn toàn ngăn ngừa nhiễm bệnh.
Viện dẫn tình hình ở châu Âu, nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng Omicron vẫn đang lây lan nhanh chóng, và Van Kerkhove cảnh báo biến thể mới dường như có khả năng thoát phản ứng miễn dịch ở một mức độ nào đó. Các chuyên gia thúc giục chính quyền các nước lên phương án ứng phó với nguy cơ gây ra từ Omicron, thay vì chờ đến khi số ca nhập viện tăng lên mới bắt đầu hành động. Bà thừa nhận, WHO hiện có rất ít thông tin về biến thể mới, nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng nếu muốn tiêu diệt virus này trong năm 2022. Biến thể mới lan nhanh chưa từng thấy. Tổng giám đốc WHO ngày 14 tháng 12 cho biết, biến thể Omicron hiện đã lan ra 77 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ông nhấn mạnh, thực tế là Omicron có thể đã có mặt ở hầu hết các quốc gia nhưng chưa được phát hiện. Biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đó, ông Tedros nói. Theo chuyên gia của WHO, Omicron có thể sẽ trở thành biến thể trội ở một số quốc gia trong vòng vài ngày tới. Brooke Osworth, một chuyên gia khác cảnh báo, hiện chưa nên kết luận rằng biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ. Nếu chúng ta bước vào mùa lễ hội với một loại virus dễ lây lan hơn mà chúng ta chưa biết chắc chắn rằng nó gây bệnh nhẹ hơn, thì chúng ta có thể đẩy chính mình vào tình thế nguy hiểm, ông nói. Đồng quan điểm, Tổng Giám đốc WHO chỉ ra rằng, ngay cả khi Omicron ít gây bệnh nặng hơn, thì sự gia tăng số ca bệnh sẽ một lần nữa làm hệ thống y tế bị áp đảo. Ông kêu gọi các quốc gia áp dụng tất cả các biện pháp có thể để kiềm chế sự lây lan, bao gồm cả mở rộng quy mô tiêm chủng, khuyến khích đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Hãy làm mọi cách, một cách nhất quán và hiệu quả, ông Tedros nói. Những lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các biến thể mới có thể làm giảm hiệu quả của vaccine. Một nghiên cứu của Pfizer được công bố hôm qua cho thấy hai liều vaccine của hãng này có khả năng ngăn ngừa khoảng 70% nguy cơ mắc bệnh nặng vì Omicron thay vì 93% như với các biến thể trước đó.